Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Tin 24 giờ và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. Tổng thư ký NATO chưa quá muộn để giúp Ukraine chiến thắng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng nếu đồng minh tăng tốc viện trợ và chuyển vũ khí đến tiền tuyến. Quân đội Ukraine đã bị áp đảo hỏa lực suốt nhiều tháng qua và phải dùng đạn tiết kiệm, nhưng vẫn chưa quá muộn để giúp Ukraine chiến thắng. NATO cần khẩn trương làm đúng lời hứa, biến cam kết thành những nguồn viện trợ, vũ khí và đạn dược. Điều này sẽ bắt đầu ngay lập tức, ông Stoltenberg phát biểu ngày 29 tháng 4 trong chuyến thăm Ukraine. Trả lời họp báo cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev, Tổng thư ký NATO nhận định Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự trong nhiều tháng qua đã để lại hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường. Tuy nhiên, ông lạc quan rằng với những cam kết viện trợ mới nhất từ Mỹ và đồng minh, mọi nhu cầu cấp thiết của Ukraine sẽ được đáp ứng và thay đổi cục diện. Tổng thư ký Zelensky kêu gọi đồng minh đẩy nhanh quy trình vận chuyển viện trợ cho quân đội Ukraine. Ông bày tỏ lo lắng rằng đến nay vẫn chưa cảm thấy dấu hiệu tích cực nào từ các nước phương Tây, dù tiết lộ Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận một số vũ khí và đạn dược. Quân đội Nga đang muốn tận dụng ưu thế hiện nay trên chiến trường, trong khi quân đội Ukraine còn đang chờ viện trợ từ đồng minh. Nga đang chuẩn bị tiến công, tăng tốc viện trợ sẽ giúp chúng tôi ổn định lại tiền tuyến, ông nói. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Zizky cuối tuần qua cảnh báo Nga đang dồn quân đến Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine. Ông cũng xác nhận tình hình ngày một báo động ở tiền tuyến Donetsk. Quân đội Ukraine đã rút lực lượng khỏi các ngôi làng then chốt trong hòng tuyến gồm Berichi, Semionovka và Novo Mikhailovka để bảo toàn mạng sống cho binh sĩ. Sau khi giành được thành trì Avdiivka ở Donetsk hồi giữa tháng 2, lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công về hướng tây và liên tiếp giành được bước tiến trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 4 thông báo đã kiểm soát làng Novo Bakhmutovka ở phía bắc Avdiivka, đồng thời đẩy lùi các đơn vị Ukraine tại nhiều nơi ở tỉnh Donetsk. Giới chức Mỹ cho rằng nguyên nhân khiến Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường, đặc biệt là tại Avdiivka, là do nguồn cung vũ khí và đạn dược từ nước ngoài bị gián đoạn. Sau khi có viện trợ quân sự gần 61 tỷ đô la của Mỹ cho Ukraine được phê duyệt tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ nhanh chóng chuyển giao trang thiết bị quân sự cần thiết cho Kiev. Vành đai pháo đài miền đông Ukraine bị đe dọa Nga đang đạt được bước tiến chiến thuật ở phía tây bắc Avdiivka khiến vành đai pháo đài của Ukraine ở miền đông bị đe dọa Business Insider ngày 29 tháng 4 dẫn nhận định của các nhà phân tích cho biết, quân đội Nga dường như đang triển khai những bước tiến chiến thuật ngay phía tây bắc Avdiivka về phía vành đai pháo đài là chuỗi các thành phố Ukraine ở tây bắc Avdiivka, vùng Donetsk. Mặc dù vẫn còn phải xem liệu Bộ Chỉ huy Nga có tập trung quân vào khu vực đó hay không, nhưng họ đang tạo tiền đề cho các hoạt động tấn công theo hướng này. Từ lâu, Nga được cho là đã nhắm tới kiểm soát bốn thành phố vành đai gồm Rutkivka, Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatov. Với việc các lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí ở phía tây bắc Avdiivka, giờ đây họ có những lựa chọn mục tiêu cần theo đuổi. Ukraine nhiều lần cảnh báo Nga đang tìm cách kiểm soát Pokrov phía tây nam Bắc Mert. Tuy nhiên, theo một đánh giá mới từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, Nga có thể lựa chọn tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh Chashivya, một thành phố gần Avdiivka nếu kiểm soát được thành phố này, Nga sẽ có một bàn đạp để tiến hành các hoạt động tấn công gần hai trong số bốn thành phố lớn, tạo thành vành đai pháo đài của Ukraine ở Donetsk. Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể quyết định rằng việc tiến lên phía Bắc dọc theo đường cao tốc H-20 sẽ cho phép lực lượng Nga tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung tiếp theo từ phía Đông và phía Nam nhằm vào rìa phía Nam của vành đai pháo đài Ukraine ở Donetsk. Các chuyên gia của ISVK nhận định tuy nhiên nga không thể dễ dàng hay nhanh chóng đạt được mục tiêu này. moscow dường như chưa quyết định ưu tiên tiến về phía tây tấn công biên giới tỉnh donetsk thay vì tiến về phía tây bắc ra khỏi abnyka tới vành đai pháo đài. theo ISVK, hiện tại giới chức ukraine cho biết nga đã triển khai 4 nữ đoàn gần bằng sức mạnh chiến đấu của một sư đoàn được tăng cường ở phía tây bắc abnyka để ổn định các khu vực của mặt trận và hỗ trợ các hoạt động thâm nhập. mặc dù phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và những bất lợi về tổng thể Ukraine dường như đã làm chậm lại những bước tiến của Nga gần áp bằng lực lượng tiếp viện được tái lập trong khu vực. Điều quan trọng với Ukraine hiện giờ là khi nào họ có thể nhận được gói viện trợ mới của Mỹ và các nước châu Âu và liệu chúng có đủ để giúp Kiev đẩy lùi cuộc tấn công mùa hè tiềm tàng của Moscow hay không. Trong một bài báo đăng trên tạp chí The House cuối tuần qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heape nói rằng. Ukraine cần thêm các gói viện trợ mới tương tự các gói được đồng minh đối tác phương Tây công bố tuần trước để giành chiến thắng cho cuộc chiến vì an ninh khắp khu vực châu Âu đại Tây Dương. Một sự bế tắc hay thất bại của Ukraine có nguy cơ kéo theo một cuộc chiến tranh lạnh mới kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn thêm 3 000 tỷ đô, ông Happy nói. Cựu bộ trưởng quốc phòng Anh lưu ý, các gói viện trợ gần đây từ Mỹ và Anh sẽ không ngay lập tức giúp Ukraine giành ưu thế tiến hành một cuộc tấn công mang lại chiến thắng nhanh chóng và trọn vẹn. Ông nói, kỳ vọng của tôi là với dòng hỗ trợ khổng lồ từ phương Tây, chúng ta sẽ thấy tiền tuyến ổn định và trong khi cuộc chiến sẽ diễn ra khốc liệt. Tôi nghĩ là sẽ không có biến động lớn về tình trạng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay. Theo ông, các lữ đoàn Ukraine cần được huấn luyện để có thể phối hợp hiệu quả với pháo binh, hỗ trợ trên không. Ông cũng tỏ ra nghi ngờ về việc lực lượng Ukraine có sẵn sàng hạ gục Nga vào năm 2025 hoặc thậm chí là năm 2026 hay không. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây nối lại viện trợ cho Ukraine sau khoảng nửa năm bị đình trệ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nếu phương Tây không nhanh chóng viện trợ vũ khí, Kiev có thể thua cuộc trong cuộc chiến với Moscow. Theo các nhà phân tích, Nga có thể lợi dụng thời gian Kiev chờ viện trợ để tăng cường tấn công vào các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Lâu đài Harry Potter ở Ukraine bị thiêu dụi do không kích Truyền thông Ukraine đưa tin một tên lửa của Nga mang theo bom chùm đã tấn công vào tòa nhà có tên Lâu Đài Harry Potter ở thành phố Odessa, Ukraine chiều 29 tháng 4. Theo báo Kiev Post, một tên lửa của Nga mang theo bom chùm đã đánh thẳng vào Lâu Đài Harry Potter, một tòa nhà mang tính biểu tượng ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine vào khoảng 18 giờ 30 ngày 29 tháng 4. Vụ không kích khiến bốn người không qua khỏi, ba hai người bị thương, trong đó có hai trẻ em và một thai phụ. Theo ông Oleg Kipper, lãnh đạo khu vực Odessa, một bé gái chưa đầy 5 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 6 người lớn khác đang được chăm sóc đặc biệt. Tòa nhà là một cơ sở giáo dục đại học tư nhân thuộc sở hữu của ông Sergei Kivalov, từng là nhà lập pháp của Quốc hội Ukraine, cũng là người ủng hộ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych chạy trốn sang Nga sau cuộc khủng hoảng hồi năm 2014. Bản thân ông Kivalov đang là hiệu trưởng của trường đại học tư nhân này, cũng bị trúng đạn ở đùi phải và đang được điều trị tại bệnh viện. Với nét kiến trúc độc đáo, ngôi trường luật tư được biết đến với danh xưng lâu đài của Harry Potter. Truyền thông phương Tây tiết lộ lâu đài Harry Potter là một phần thuộc đại học luật Onessa và phần mái bị thiêu dụi hoàn toàn là học viện pháp lý của trường. Tờ Kiev Post nhận định quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander M mang theo đầu đạn chùm, khiến số người thương vong trong vụ không kích chiều 29 tháng 4 khá cao nhiều người bị thương khi đang đi dạo trong khu vực gần trường học. Vụ tấn công gây hỏa hoạn lớn và thiêu dụi hoàn toàn lâu đài Harry Potter trước khi lực lượng cứu hỏa kịp đến hiện trường. Pháo tự hành Nga chút mưa đạn cày tung vị trí quân Ukraine Sau khi UAV cung cấp tọa độ mục tiêu, khẩu đội pháo 2S3 Akashia của Nga bắn một loạt đạn pháo phá hủy mục tiêu là vị trí quân Ukraine gần Avdiivka, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi cảnh các quân nhân thuộc nhóm tác chiến The Sen sử dụng pháo tự hành 2S3 Akatsiya 152mm này để phá hủy một cứ điểm Ukraine gần Avdiivka. Bộ này cho biết các trắc thủ UAV Nga phát hiện ra mục tiêu, sau đó pháo binh Nga bắn một loạt đạn từ vị trí được ngụy trang kỹ trong rừng. Kết quả, cứ điểm bị san phẳng và nỗ lực của các nhóm xung kích Ukraine bị vô hiệu hóa. Pháo 2S3 Akashiya của Nga là hệ thống pháo tự hành được thiết kế để tạo hỏa lực yểm trợ tầm xa. Hệ thống có nòng cỡ 152mm đầy uy lực, có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn nổ mạnh, đạn dọi sáng và đạn khói. Một khẩu đội 2S3 Akashiya gồm 4 người. Trong một diễn biến khác, các đơn vị xung kích thuộc Sư đoàn Cận vệ 42 đã sử dụng súng cối tự hành để hạ một nhóm bộ binh Ukraine gồm khoảng 10 người tạo điều kiện cho lính Nga đánh chiếm các vị trí có lợi hơn gần khu định cư Verbovoryi, theo Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan Quốc phòng Nga cho hay UAV chính xác đã phát hiện ra mục tiêu trước, sau đó cối tự hành đã khai hỏa chính xác vào đó. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!